Hi chú, chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với Heavy Free Fire. Mình là AF Mobile. Hades nè. Mình là Thiên Si. Hôm nay thì chúng ta sẽ có hai khách mời đặc biệt, đó là Hades với lại là Thiên Si. Wow. Thiên Si còn có một biệt danh nữa các bạn ạ, là biệt danh là diễn viên Free Fire. Diễn viên chuyển giọng. Ôi, lần này thì bọn mình sẽ dắt Thiên Si đi tham quan công ty Heavy. Ok, chúng ta bắt đầu tham quan ha. Bạn là công ty Heavy nhưng mà công ty Heavy trong tương lai nha. Trong tương lai hả? Tương lai à? Đâu tương lai? Tương lai đâu? Cái này nhỏ hơn mà. Rồi, em thấy nó khác lắm anh ơi, nhiều xe với người ta đi ô tô không à, nhà cao tầng. Tương lai Heavy nhà gỗ nè. Đang nhà xây xong rồi tự tương lai chuyển xuống nhà gỗ. Phải không? Có xe nữa này. Có con thỏ, có con thỏ. Anh con thỏ đi. Con thỏ là anh sang, mấy con thỏ đi. Anh đừng ai để ý đến anh. Đừng ai nhắc tới tôi nơi này. Ây da, tụi bánh bán chúng cái này. Con thỏ này thì bắt con thỏ đi này, con thỏ đi. Anh công vào một mình thế. Anh sang chơi điếm lắm, đứng trong nhà bắt chơi điếm. Chơi sao mà để người ta kêu chơi điếm vậy anh ơi? Chín. Móc cái mình móc kìa. Móc anh. Ok, nói bé bé thôi anh nghe bây giờ. Móc mình à. Thấy kìa, ông thấy kìa, ông thấy kìa, ông thấy kìa. Ta trời. Quá thấy một gì vậy chứ. Quá mất luôn rồi. Thế là stop. Trời ơi còn xe nữa. Ông ơi anh ơi. Ui. Rồi chơi bậy kìa. Thua keo này mình bày keo kén. What? Ơi tổng muốn lên nha. Ê nói hay lắm bây giờ. Rồi sao vậy? Bắt con thỏ đi. Con thỏ kia đi xe. Em mình đi mua con thỏ không? Không phải là mua mà là bắt luôn. Bắt nhét vào hòm xác luôn. Anh ơi đừng chạy xe nữa. Đúng rồi. Trời ơi. Anh sang điếm lắm, anh gặp hay. Con thỏ chui lên vào chuồng luôn rồi. Con súng này, mình tưởng ông bắn một vạc chứ. Con thỏ này, cày nha, con thỏ nha. Em mình đi mua con thỏ đi. Thỏ ma luôn. Cái này là không có bông keo này. Đâu rồi. Ê, nãy giờ em nhường thôi nha anh Sang. À thế à. Cái gì vậy? Ấy à, xong chết rồi ta. Úi giời ơi, anh ơi, cứu em, em sắp chết ở đây rồi đấy nè. Ai đâu. Đấy, thấy chưa? Chết rồi nè. Em chết mà, có phải anh chết đâu mà anh mô. Mày mũ nổi mày nói vậy. Sao đâu rồi, sao lại đâu rồi á. Em chết mà, kiểu gì anh. Ê, nghĩa đồng đội sao, thiết vậy. Sao cái nhà chó Si ơi, cái nhà chó. Con chặt nhà chó này, lâu. Nhà chó này. Nè á. Ừ, mới thấy. Anh sao anh trốn rồi, anh đang ở trong. đang ở sau cái cột điện á. Ê, nó nghe là. Anh sao anh đang. Nguy hiểm lắm. Đang chơi trốn tìm. Sao ơi, cái map này là cái map bắn nhau nha, không phải map trốn tìm. Gì công ty của anh thích chạy đi đâu chạy chứ. Ok. À đây nè ngoài này nè đây rồi xong rồi bắt con thỏ rồi. Tôi đang đi ế mà. Ôi ơi. Rồi xong ơi em nói mà trời ơi sao thấy được hay thì trời đã bà kẹt lần đầu chơi ta đấy xì nó bạch ta rồi gì vậy má kém hỏi. Người ta người chơi hệ chân chính chơi đa ta tao chỉ lập cạc 140 ăn ca thôi à. Cái gì trời. Ơi, đây nè đừng bánh nha. Ủa gì vậy chơi mà không được bánh nha là sao. Mày người ta đang ở chỗ trống mà trời. Sang cái này. Ê yo what the. Ủa yêu ơi. Xong rồi anh ơi. Trong sao kênh. Chiếu rồi một bên đầu hay lắm. Anh ơi, dưới này nè. Trời ơi, cái này nghèo keo quá, có đúng quả bóng keo. Trời ơi, em bắn, em bị nó bắn oi ở dưới mà anh ở đây nằm hả anh ơi. Có vậy được không hả anh ơi. May là nãy mình không cho anh Sang làm bồ. Đúng rồi đấy. Cho anh Sang làm bồ này một sự lựa chọn sai lầm. Không phải bắn gà mà anh ý. Không hỗ trợ đồng đội.
May là đâu lúc rồi? Nãy kìa. Không, không mấy chiếc mày, không mấy chiếc mày. Trong nhà, ở trong nhà gà đến nè, rồi giết ông ấy đi. Trời ơi, đồng đội bị bắn sắp chết rồi. Ở trong anh nhà làm bòm bò. Chết. Rồi. Rồi, anh ơi. Mà em không biết bắn cây súng mới này đâu nha, nó bắn đạn văng lung tung này. Trời ơi, hết hồn. Ây, anh ơi, còn một đứa thôi anh ơi. Trời ơi. Ôi giời. Ủa anh đâu ấy? Ê, anh ơi, ê, anh ơi. Anh ơi. Sao mà đỡ được? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi, cứu tôi. Trời ơi. Con sao bình tĩnh lại? Cái gì vậy? Bắn. Bạn sợ cũng không dính vào viên nào. Đầu sợ cơn. Trốn. Chết rồi. Trời ơi, phải trốn thôi. Đồng đội này chết rồi. Free Fire đồng đội của em. Nữa rồi kìa. Free Fire đồng đội em là gì? Em rồi, chết em rồi, đi ơi. Thấy rồi, một người phía đối diện. Phía đối diện là đâu? Mất tích rồi, mình trốn rồi nhá. Em sang chạy xe à? Đây. Đâu rồi, em đang móc lốp, sắp tới rồi anh ơi. Ủa gì đấy? Anh sang chạy nhanh đấy. Còn một anh ơi. Còn đi anh ơi. Ôi, trời ơi, đau quá. Trời ơi, cái chỗ này nhìn tối mắt quá, còn yes. Cứu điện. Ơ, cứu ơi. Yes. Từ đừng công lẽ. Ủa? Rồi, anh ơi, em hết keo rồi. À, em tàng hình. Sao? Sao nằm ở giữa đường vậy? Trời ơi, trời mốc. Thấy rồi nè. Cố lên Hades. Để em làm pha ẩn thân chi thuật giống. Thấy rồi, bên kia, bên cánh phải. Thấy mẹ rồi, thấy mất rồi, chạy thôi anh ơi. Hay dạ. Chóa là mẹ mẹ. Không có, không kia đó, cái gì có chịu thiệt. Ghê chưa, sao mà làm lại chị em tui. Ok, gáy cho to vô. Cấp tiếp đi anh Sang. Trời ơi anh Sang á, qua thì anh Sang nằm bắn nhiệt tình lắm luôn á. Qua đây bắt 10 con thỏ. Tao nói nó kiếm chuyện tôi. Nào nè. Ơi. Ui. Mặt tiên. A đúc nha. AVKF à? Không phải AVKF đâu mà nè. Mà là đi ốp đấy. Là súng mạnh đấy. Súng sơn. Bên kia súng sơn đam nha. Đây nè. Đang bùi ke nè. Con là đi. Ây, chết rồi anh ơi. Vướng cái xe cứu em. Trời, vướng cái xe cái đập kéo ông ra chứ. Một biến rồi anh ơi. Thấy à? Trời ơi. Anh đâu rồi anh ơi? Chạy lên trên rồi, anh sẽ chạy lên trên trèo nóc rồi. Trèo nhà nóc quăng. Trèo đi. Đây là đồng đội của tôi nha anh em. Trong con thỏ. Trong con thỏ lên rồi. Con này làm gì? Sao mà đỡ được? Này chạy không nhanh gì hết. Con thỏ này chạy chậm quá. Thỏ đi heavy là nhớ hết map rồi. Con thỏ này giả bộ trốn thôi. Đợt trước là bọn anh thiết kế cái map này á em. À thiết kế chơi thiết kế map á. Trời ơi, biết khi nào có hai cái nhà to bự như này anh. Cái nhà đó nhà làm khi nào mà mình kiểu làm bom nguyên tử, chế tạo bom nguyên tử thì mình sẽ có cái nhà giống như vậy. What the hell? Ủa anh liên quan gì bom nguyên tử? Cái nhà đó em thấy giống chế bom nguyên tử không? Không, em thấy giống cái nhà máy á. Nhà xí nghiệp. Chị đâu rồi? Xí sau lưng này. Trời ơi, trốn rồi hả? Trời ơi, làm sao mà tìm được bọn em? Bọn em tàng hình rồi. Thấy con thỏ rồi. Bên này. Con thỏ kia chết rồi, xong con thỏ rồi. Sao lưng em anh ơi, sao lưng em này á. Trước mặt em có con thỏ luôn. Hay vậy. Trời ơi, chọc đau thế. Ôi, sao anh rồi. Ây à, sao mình không bắn thằng bạn đi vậy? Thì anh mà bắn sao mà thở, mấy đứa sao mà thở nữa. Ghê vậy. Anh phải đi lặng dạ bộ bị dính ra ông này chơi anh bắn map này bắn. Anh lặng lách một hồi cái anh bắt được đá anh chết rồi.
Quê là quê là quê chúng mình. Anh không nhường nữa đâu. Ha, ok, để em mua bình oxy. Anh bị thở oxy đi. Ấy à, anh ơi em sắp rồi, anh bắn nữa. Trời ơi, Bi ơi là Bi. Người ta đang trao đổi chiêu thức 1-1 mà tự nhiên chọt cái súng vô làm gì hả? Đấy là gọi là chiến thuật nhưng mà là ai? Này thì chiến thuật. Này thì chiến thuật. Rồi, lên luôn anh ơi. Lên luôn chiến thuật với chúng tôi hả? Lên chiến thuật này. Thằng mà đỡ được chiến thuật đấy. Hades chỉ là con mồi mà thôi. Để tấm bia di động trong mắt đồng đội thôi anh em à. Đem đồng đội mình ra làm tấm bia đỡ đậy. Chị Vi ơi, ví dụ mà em đem chị ra làm tấm bia đỡ đậy cho mình. Không, không em ơi, mình là nâng cao tình đồng đội em ơi. Không, không, em nếu mà em làm vậy thì chị nghĩ sao? Buồn. Trời ơi là, ai ông cái bom đó kìa. Thiệt luôn á, con người thấy không chấp nhận được. Đồng đội mình đem ra làm như thế. Lốc sau lưng rồi lại. Rồi lại, lại bắn sau lưng tôi. Còn đi thôi. Rồi rồi sao mà đỡ được. Có của con thỏ là tốc độ bàn thờ. Bốc sang nhanh quá à. Tốt là 64 đi anh ơi. Ok. Sao mà đỡ được. Đốt 64 này. Đơn chốt đơn. Không chốt được đâu mình. Đơn chốt đơn. Cái map này lộn xộn ghê. Chốt đơn một. Chốt đơn một. Vì Milo căng hết. Vì Milo chạy thế. Chạy sắp mặt luôn rồi. Đâu rồi. Một mình Vì Milo đâu. Vì Milo chạy Milo rồi. Vì hắn rồi thì nói đi cưng. Lén rồi thì nói đi cưng. Đâu ra đây. Sau lưng anh ơi, hay anh ơi. Trời ơi, sao mà đỡ được một câu lầm luôn thế này. Sao mà đỡ được. Chiến thắng. Trời sao mà đỡ được. Ôi, bây giờ ai thua thì đưa đây 50. Cầm đi anh. Có chứ, trời ơi. Anh không cần chạy đâu. Anh trừ luôn là được. Được kìa. Ơ kìa, cái gì trời. Và cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem clip chiến đấu ở công ty Heavy ngày hôm nay. Hôm nay đã mời Thiên Si về Heavy nhưng mà không phải dùng để tham quan mà dùng để hành nha mọi người. Clip bọn mình cũng đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã đón xem và đừng quên để lại cho Heavy một like, một lượt chia sẻ. Ai chưa đăng ký thì nhớ bấm nút đăng ký nha. Và đừng quên đăng ký hết tất cả kênh của các thành viên trong Heavy và kênh của Thiên Si nữa nha mọi người. Mình cần lấy nút bạc rồi đó anh em. Ủng hộ cho Thiên Si nha anh em. Cho Linh lấy nút bạc luôn anh. Các bạn, cái thằng tiêu. Đúng rồi, đúng không ta?